Vâng, tiếp tục nha, chúng ta sẽ gặp nhau bài học này. Xin chào các nhà đầu tư, xin chào các bạn của tôi. Hôm nay thì Phan Anh sẽ nói về một chủ đề liên quan trực tiếp đến thị trường coin, Bitcoin và thị trường tiền kỹ thuật số, đúng không ạ? Đó chính là chủ đề về ICO, 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 rồi thì ICO, cái gì cũng được. Miễn là chúng ta hiểu đúng với nhau về cùng một thuật ngữ. Đầu tiên chúng ta sẽ cần hiểu ICO là gì, đúng không ạ? Thì ICO đây nó chính là một dạng hình thức gọi vốn cho các dự án về kinh doanh nhưng thông qua phương thức phát hành tiền ảo hoặc là phát hành token. Đó, thì ICO là một hình thức gọi vốn, là một hình thức gọi vốn. Trong tiếng Anh người ta gọi nó là funding, đúng không ạ? Crowdfunding tức là kêu gọi, crowd tức là đám mây. Tức là mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới có thể góp tiền, có thể mua, góp tiền cho dự án đấy và trông chờ vào cái đồng coin hoặc là cái đồng cái token ấy, mã token ấy nó được tăng giá, trong tương lai và cái dự án kinh doanh nó được khả thi phát triển thì nửa năm, một năm sau có thể nó sẽ nhân 10, nhân 20 tài khoản hoặc là thậm chí cao hơn nữa đối với thị trường coin, có đúng không ạ? Vâng, như vậy chúng ta đang hiểu về ICO là như vậy, được chưa ạ? Hiện nay mỗi một ngày có hàng trăm, hàng nghìn các dự án kêu gọi vốn đầu tư bằng hình thức ICO. Một trong những cái trang web chúng ta có thể lên mạng, chúng ta search cái từ khóa là ICO host hay là ICO trend hay là ICO calendar, tức là những cái lịch, đúng không ạ? Ở đây các bạn nhìn thấy nó có hẳn một trang có tên là tokenmarket.net, tức là chuyên cung cấp thông tin về các dự án. Các bạn nhìn thấy ạ, quá nhiều đủ các thể loại. Đó, chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Ngày hôm nay nó phát hành như thế nào, sắp tới, đúng không ạ? Nó phát hành những đồng nào. Đấy, có rất nhiều. Đây là một trang thôi, còn có hàng chục trang như vậy. Họ chia sẻ ICO hot list, đúng không ạ? Đây, hot Fork coin, rồi chết cô, rồi Bitcoin, rồi thì Polyswan, Z8, vân vân, đúng không ạ? Rất nhiều. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đánh giá như thế nào về một đồng coin, chúng ta đánh giá như nào về một đồng coin để mà nó trở nên hiệu quả, đúng không? Chúng ta đánh giá dự án như nào và chúng ta có nên đầu tư hay không? Đó, đấy thì tôi giới thiệu cho các bạn như vậy. Thế thì tôi sẽ mở ra một cái dự án và tôi sẽ phân tích cho các bạn là như thế nào gọi là một cái dự án ICO mà chúng ta có thể là cân nhắc về việc đầu tư. Dựa trên các tiêu chí gì? Thì ở đây thì tình cờ tôi sẽ Google search ra một cái dự án token đang bán ICO, buy token đấy, đúng không ạ? Đang ICO, nó gọi là Bunny token. Và với một cái hình ảnh Bunny và một cô gái đội mũ tai thỏ như này thì rất là thú vị, đúng không ạ? Cái ví dụ này tôi thấy rất thú vị, bởi vì đây nó gọi là Urban Industry token. Tức là nó mục tiêu của dự án là nó tạo ra một cái phương thức thanh toán cho một cái thị trường phim người lớn, đúng không ạ? Urban Industry tức là một cái ngành công nghiệp người lớn. Ở một số các quốc gia thì người ta cho phép cái ngành công nghiệp này. Thế thì các bạn nhìn thấy, đúng không ạ? Ở đây. Và cái cách họ phát hành nó sẽ là phát hành dưới dạng là đồng ETH. Bao giờ cái ICO nó cũng sẽ phát hành bằng cách là nó bán cái token, ví dụ ở đây là Bunny token hay sau này là Phan Anh token. Thì nó sẽ dùng một cái đồng ETH hay là đồng Bitcoin hoặc là đồng Ripple, ví dụ thế, nó phụ thuộc vào việc nó chọn cái đồng gì để mua cái đồng này. Đấy, thì ở đây các bạn nhìn thấy là hiện nay giá ngày hôm nay là 1 ETH thì mua được 10.000 Bunny token, đúng không ạ? Vâng. Và cái thằng ICO này bao giờ nó cũng có cái kiểu là cứ mỗi một thời gian nó bán thì cái giá nó sẽ tăng. Nó giá nó tăng bằng cách nào thì vẫn một ETH lúc tới đây bạn có thể chỉ mua được 8.000 Bunny hay là chỉ mua được 6.000 Bunny, đúng không ạ? Thì đây là một cái trang là Bunny token tương tự giống như các cái trang ICO khác, đúng không ạ? Thì nó sẽ nói đủ thứ, đúng không ạ? Nói về ngành công nghiệp, nói về tiềm năng, nói về dự án, nói về cách tăng giá, đúng không ạ? Đây nó đang tính là dự kiến tới đây, đúng không ạ? Đây nó phát hành hôm nay mới là đầu tháng 3 thôi, cái giá của nó ở đây và dự kiến lên đến ngày 25 nó đã lên được gấp đôi rồi, rất là tuyệt vời, chúng ta có thể mua, đúng không ạ? Cách nó bán đây, đúng không ạ?
bán public là 70%, bán cho các doanh nghiệp là 15%, bán cho các đội nhóm, đúng không ạ, bán cá nhân, vân vân. Đấy, rồi chúng ta sẽ quan tâm đến một cái thuật ngữ có tên là white paper, tức là sách trắng về dự án. Sách trắng về dự án thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó và để chúng ta đánh giá về nó, xem là đội ngũ phát triển như thế nào, cái tiềm năng của nó ra sao, đúng không ạ. Chúng ta sẽ nhìn thấy bọn nó viết như thế này, có khoảng 40 trang sách trắng. Tùy từng dự án, có dự án thì vài trang, có dự án vài trăm trang bình thường. Rồi chúng ta sẽ quan tâm đến ecosystem, tức là cái hệ thống của nó, hệ sinh thái của nó như thế nào. Chúng ta sẽ quan tâm đến những cái gọi là roadmap, đúng không ạ, cái quá trình nó bán như thế nào. Đấy, rất là may ngày hôm nay thì các bạn nhìn thấy đây ạ, nó bán từ tháng 1, đúng không ạ, nó bán private, pre-sale nó bán rồi. Bây giờ đang giai đoạn nốt 2, nếu như giả sử cái chúng ta vào mua bây giờ thì cũng rất là tốt, đúng không ạ, cũng rất là tốt. Tại thời điểm này là bây giờ mới thời điểm tháng 3. Đối với các dự án tài chính nói chung thì về mặt lý thuyết là chúng ta nên vào càng sớm càng tốt. Bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy cái roadmap của nó. Thật đáng tiếc nếu như chúng ta đi vào chuyến cuối của cái chuyến xe buýt này hay là của chuyến tàu này. Hãy là người lên tàu ở toa đầu tiên, ở ga đầu tiên, đừng bao giờ lên chuyến tàu muộn hay là lên ở ga cuối. Bởi vì lúc đấy rủi ro của bạn rất cao, đúng không ạ, rủi ro của bạn rất cao. Đấy, thì nó review đây, tất nhiên là những cái trang nó review thì rất là nhiều trang, cũng bé bé xíu xíu thôi. Nó cũng chẳng có cái trang nào lớn như là Bloomberg hay là CNN hay là những cái trang lớn nó review. Rồi đấy, đội ngũ phát triển của nó là những ai như thế nào thì chúng ta phải soi xét. Thì đây là cái công thức chung của một cái trang mà nó nói về token, nó nói về ICO. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta đánh giá đội ngũ, chúng ta đánh giá white paper, chúng ta đánh giá số lượng token, chúng ta đánh giá về roadmap. Và thời điểm mà tôi đang ghi hình thì tôi nói với các bạn rằng là các cái dự án ICO đã không còn hot nữa, và rất nhiều các dự án đã sập, đã đổ bể và nhà đầu tư bị mất tiền. Nhưng không phải là không có những cái ICO vẫn thành công, đúng không ạ. Việc lựa chọn ICO để đầu tư vẫn là một cái rất tốt, bởi vì cái khả năng sinh lời của nó rất cao. Bây giờ bạn đầu tư với giá là một ETH ngày hôm nay các bạn mua nó chỉ có khoảng độ $700, tương đương khoảng 16-17 triệu Việt Nam đồng. Bạn đã mua được 10.000 bunny rồi. Thế thì sắp tới nó sẽ tăng, một ETH nó sẽ tăng giá, đúng không ạ, và một bunny nó cũng tăng giá, và nó tăng gấp 5 lần, gấp 10 lần, rất là nhiều. Thì lúc đấy người ta lại bán bunny đi để mua ETH, để đổi ra ETH. Thì lúc đấy là chúng ta lại được sinh lời. Đấy là cách mà thị trường nó hoạt động ICO. Còn tất nhiên chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các dự án ICO, đúng không ạ. Rồi chúng ta sẽ cần phải xem xét website, Facebook, Twitter của cái dự án đó, được chưa ạ. Tôi sẽ chọn một cái dự án bất kỳ để tôi xem, mà chúng ta sẽ đánh giá một cách khách quan hơn. Vâng, Galaxy Elu, eSolution, ok. Lại tiếp tục, đúng không ạ. Đấy, chúng ta sẽ vào website của họ. Đấy, đây, nó cũng lại bán, đúng không ạ. Dự án của nó là Hybrid E-commerce. Đấy, ecosystem là hệ thống, hệ sinh thái của blockchain. Rồi, IconNow, đúng không ạ, Open, đây. Nó có 22 ngày để bán. Bây giờ thì nó mới đang bán được từng này, đúng không ạ. Vâng, bây giờ nó đang gọi vốn được khoảng độ 1.700 ETH rồi. Đấy, nếu mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ mua ngay bây giờ. Đấy, đây là cái ví, cái địa chỉ và Ethereum mà chúng ta sẽ gửi đến đây, đúng không ạ. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhận được một cái gọi là token của cái giải pháp này, của cái sàn này. Đấy, thì ở đây chúng ta cũng thấy là token này, Outteam Roadmap này, tài liệu white paper này, đúng không ạ, Pouty này, vân vân. Chúng ta sẽ đọc hết để chúng ta cân nhắc, bởi vì cũng có rất nhiều các cái dự án nó cũng lừa đảo, hoặc là các dự án họ cũng không lừa đảo đâu, họ cũng muốn là họ thành công đấy, nhưng mà nó không thành công được, bởi vì cộng đồng họ không quan tâm, đúng không ạ, cộng đồng họ không mua, và họ không tạo ra được giá trị cho thị trường. Thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều những cái dự án như thế này. Đấy, roadmap đây.
thì chúng ta sẽ lại quay lại với cái câu hỏi là chúng ta có nên đầu tư ICO hay bây giờ hay không. Thì câu trả lời của tôi vẫn là dành cho bạn. Bạn là người quyết định. Nói không cũng được mà nói có cũng được. Tuy nhiên nếu bạn nói có thì bạn phải đánh giá được các cái hiệu suất của cái dự án đầu tư, hiệu quả của dự án đầu tư. Và thứ hai là bạn phải chấp nhận rủi ro. Nguyên tắc đầu tư là bạn phải chấp nhận rủi ro, đúng không ạ? Nếu như bạn mất hết tiền thì sao? Nó không lên giá thì sao? Nó bị mất giá thì sao? Nó bị biến mất thì sao? Ok. Và thứ ba là các bạn cũng sẽ phải quan tâm đến cái việc là các bạn kiểm soát cái việc là chuyển đổi và cái quá trình các bạn mua bán cái ICO này. Ví dụ như cách họ phát hành là như thế nào? Nó phát hành trực tiếp hay nó phát hành theo mô hình LML, đúng không ạ? NMM tức là Multi Level Network đấy. Thì cái đấy là cái cách mà hiện nay người ta gọi là bán hàng đa cấp đấy, MLM. Thì cái phần đó là cái phần mà chúng ta chú trọng về ICO. Và kể cả chúng ta đánh giá một dự án tốt rồi nhưng mà chúng ta vẫn có thể bị mất tiền bởi vì dự án nó không thành công, đúng không ạ? Thế thì đấy là một số những cái chia sẻ của tôi về cái gọi là ICO. Tôi xin kết luận lại cái bài học này là chúng ta hiểu ICO là gì, chúng ta có những tiêu chí để đánh giá về một dự án ICO đầu tư thành công hay không. Và thứ hai là chúng ta trả lời ra câu hỏi là có nên đầu tư hay không. Và tôi kết thúc bằng một cái ví dụ. Một cái nhà đầu tư họ lựa chọn như thế này, một cái chiến lược đầu tư ICO là họ sẽ bỏ khoảng độ 10-20% tổng cái khối lượng giao dịch tiền của họ. Ví dụ họ bỏ ra 100 triệu thì họ sẵn sàng bỏ ra 20 triệu đồng để mua một số các đồng coin nhỏ như thế này, các đồng coin rác, các đồng coin ICO như thế này, hoặc là các token ICO như thế này, để họ chờ vào kỳ vọng tăng gấp 5, gấp 10 lần lên trong một thời gian rất ngắn. Chuyện đấy vẫn xảy ra. Và họ nói rằng là gì ạ? 8 đồng coin sẽ thất bại và 2 đồng coin sẽ thành công. Thì họ vẫn có lợi rất nhiều. Bởi vì là trong 10 cái khoản đầu tư như vậy, hỏng 8 nhưng mà lại 2. Nhưng mà 2 đấy, mỗi một dự án nó lại gấp 10-20 lần. Như vậy có thể gấp 20-40 lần. Mà bạn chỉ mất có 8 lần, như vậy bạn vẫn lãi. Đấy là cách mà các nhà đầu tư, một số nhà đầu tư thích lợi nhuận cao và thích phiêu lưu mạo hiểm thì họ vẫn có thể đầu tư được, không có vấn đề gì. Và cái quyết định cuối cùng vẫn là của các bạn nhá. Vâng, tôi chỉ là người cung cấp thông tin cho các bạn mà thôi. Còn nếu như bạn chấp nhận được rủi ro và bạn thích cái món này thì tôi nghĩ cơ hội vẫn còn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Và nếu có trao đổi nào xin vui lòng hãy liên hệ với tôi, giảng viên Nguyễn Phan Anh, ở địa chỉ phananhonline@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ICO thành công.